Rồi, dạ hello Ngố Nguyễn, xin chào anh chị các bạn, cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì em trở lại bên cửa hàng xe máy Hải Linh để cập nhật giá ở đây cho bà con theo dõi nè. Địa chỉ bên Hải Linh ở đây là 7-1 chợ Hải Mỹ, Thủ Khoa Hưng, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương bà con ha. Là một bên thôi, còn bên nữa nè. Bên đây thì với cái địa chỉ là 1-5 Thủ Khoa Hưng, khu phố Bình Đức A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Còn bây giờ thì mời bà con anh chị các bạn mình vô trong gặp chị chủ thì chị sẽ cập nhật báo giá từng con xe cho bà con luôn nha. Chị ơi. Này. Rồi chào chị nha. Rồi chào em. Dạ. Đây chị em mình lên đây đi. Chị giới thiệu sơ qua về cửa hàng cho mọi người biết ha. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé. Dạ. Rồi chào mừng cả nhà đến với xe máy Hải Linh nhá. Em xin giới thiệu em là Hải, bên cửa hàng xe máy Hải Linh. Địa chỉ như em là 7-1 Thủ Hoa Huân, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhé. Nhà em cách ngã tư Bình Chuẩn là tầm 1 km và cách đường Mỹ Phước Tân Vạn, cao tốc Tân Vạn anh chị là tầm 500m. Anh chị đi hướng ngã tư Hòa Lân vô nhà em là tầm 1,5 km nhé. Nhà em ngay cổng chợ Hai Mỹ á, nhà em có mua bán này, trao đổi tất cả các loại xe máy cũ nhé, có hỗ trợ trả góp của ngân hàng nhé. Anh chị chỉ cần đã từng vay góp đóng tốt, có bảo hiểm y tế công ty và có căn cứ công dân là ok anh chị nhé. Rồi em có ship xe toàn quốc nhé. Rồi phí ship thì 50-50 anh chị nhé. Rồi anh chị mà có nhu cầu mua hay bán hay trao đổi xe thì cứ liên hệ em nhé. Hôm nay em về một số dòng xe thì em sẽ quay cho anh chị. Rồi trong quá trình quay thì nếu mà có còn những con xe nào anh chị thích, anh chị cứ chụp màn hình rồi anh chị kết bạn Zalo với em. Số điện thoại của em là 0966385008. Rồi em sẽ quay chi tiết cho anh chị nhé. Anh chị muốn ship hay muốn trao đổi hay muốn trả góp thì cứ liên hệ với em nha anh chị. Rồi em sẽ quay cho anh chị từ phía ngoài đi vô nha anh chị. Rồi okay, anh chị theo chân em nha. Rồi mời bà con anh chị mình lên phía trước nha. Đây chắc là từ chiếc Exciter hả chị? Con Exciter đi cơ, đây. Exciter 35 biển số 60 anh chị nha, 16305. Rồi con này Exciter 135 máy zin nhá. Con em để anh chị là 12.800, máy móc bao zin anh chị nhá. Rồi con này sạch sẽ liên lạc nhé, mọi chức năng hoạt động tốt nhé, máy thì zin êm và sẽ liên lạc nhá. Rồi tiếp tục mình qua con quay hồ Cẩm Đào nhưng mà sạch sẽ liên lạc nhé. Con này là dàn áo là mới được dọn lên dàn áo mới nè. Đó, nói chung là đề còi nhan đầy đủ anh chị nhé. Con này biển số là 67H7 này. Rồi 9690. Con em để cho anh chị là 4.800.000 nhé. 4.800.000. Cái này là em mới thay dàn áo nhé. Nói chung là mọi chức năng hoạt động tốt cho anh chị nha, máy rất là êm. Rồi tiếp tục mình qua con rim Super Rim anh chị nhé. Con này Super Rim biển số là 61T44812. Đói, cái những cái xe mà Super Rim thì nói chung là máy móc thì còn zin. Đó, dần chân dần áo sạch sẽ, con này rất keng đi là chạy thì khỏi bị nói luôn á. Con này em để anh chị là 27.900.000 nha anh chị. 27.900.000 bà con nha. 27.900.000 nhé. Rồi. Tiếp tục mình qua con Sirius nha mọi người. Biển 77 bên con 0932 á anh chị. Con này quay liên danh nha, quay này Sirius liên danh nha anh chị nhé. Rồi con này em để anh chị lên 5.500.000 này, máy móc thì êm, mọi chức năng hoạt động tốt nha, dừng áo dừng chân còn sạch sẽ nhé. Con này là mới thay cặp vỏ luôn nha anh chị nhé. Anh chị về thì coi như là chỉ có việc là đổ xăng và chạy thôi nhé. Đó, xe thì sạch sẽ liên lạc Sirius. Đó, em để anh chị là 5.500.000 nhé. Rồi 5.500.000 anh chị nhé. Rồi 5.500.000. Rồi tiếp tục một quang con quay cũng quay Trung Quốc nhé, nhưng mà con này em cũng dọn lên dừng áo hết nhé, mới thay dừng áo sạch sẽ anh chị nhé. Mọi chức năng thì hoạt động tốt nhé. Rồi nói chung là đề còi nhan đầy đủ nhé. Con này là xe đầy đầu luôn này. Con này biển số là 60N1 này, 2274. Đó, màu đỏ em để anh chị cũng là 4.800.000. 4.800.000. Có những con xe em nói thì anh chị, có những con xe là quay tàu, có những con xe là 3.000.000, em vẫn có những con xe 3.000.000 nhé. Thì xe 3.000.000 thì có giá trị 3.000.000, còn những cái xe mà đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cho anh chị thì khoảng tầm là 4.000.000 nhá. Thì nói chung là giống như là em thay anh chị chứ có việc đi, còn nếu mà anh chị mà tùy chính ít thì anh chị lấy những con 3.000.000 hoặc 3.500.000 là cũng có nhá. Thì có dừng áo thì theo 5 tháng rồi, coi như là căm niềm theo 5 tháng mà chưa được thay mới nhá. Rồi tiếp tục mình qua con Future Neo FI nha anh chị nhá. 61E1 66950 nha. Con này là FI phun xăng điện tử nhá. Con này bánh bơm thứ địa. Rồi máy móc thì zin, nhìn chân dừng áo sạch sẽ nhé.
Yeah. Con này được chính chủ ký giấy nha, anh chị thích ký giấy mua bán hay là ký giấy ủy quyền cũng được hết nhé. Yeah. Anh chị muốn sang tên trong vòng phút 1 này, con này tại biển số là nó ở Tân Nguyên, Bình Dương. Đó, biển số là 61E1 này, 66905. Rồi. Đó, máy móc thì em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Yeah. Rồi em để anh chị là 38.500. 38.500.000 anh FE chị nha. Phun xăng điện tử nha anh chị nhé. Yeah. Rồi tiếp tục là con Sigurd FE. Yeah. Con này biển số là 66C1 này, 172.91 nhá. Con này là bánh mâm thắng địa nhá. Nói chung anh chị nào mà thích những cái mẫu Sigurd mà tiết kiệm xăng chút xíu thì anh chị cứ lấy những con Sigurd FE thì nó nói chung cũng gọn xe. Thì em để anh chị là 7.900.000 nhá. 7.900.000 bà con nha. Xe sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Máy rất là êm luôn anh chị nhá. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình qua con là Future Neo 206 nhưng mà được dọn lên quay y anh chị nhá. Đó, xe thì còn sạch sẽ cứng cáp nhá. Con này máy chạm anh chị nhá. Con này biển số là 68E1 này. 34821. Rồi xe thì nói chung là xe thì êm, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Nhưng mà máy có chạm rồi, em để anh chị là 19.900.000. 19.900.000. Xe sạch sẽ liên lạc nhá. Dạ. Đẹp đẽ anh chị nhá. Rồi tiếp tục mình qua con Sigurd nè. Biển 8374 11550 nè. Rồi xe 2019. Dạ. Biển số là 83. Rồi bánh mâm thắng địa nha, em để anh chị là 11.900.000. Dạ 11.900.000 nha bà rồi, con nha. Rồi xe sạch sẽ liên lạc cho anh chị nhá. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Future Neo GT. Dạ. Con này là bánh mâm thắng địa nhé. Máy móc êm zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Dạ. Mọi chức năng thì hoạt động tốt này. Con này biển số là 67G1 84013. Đó, xe em để anh chị là 38.000.000. Xe thì máy móc bao êm zin nhé. Rồi ok chị. Rồi tiếp tục mình qua con Future X. Future X. Con này là xe dọn anh chị nhé. Con này là ốc tán cũng là được xi lại. Rồi dừng áo dừng chân thì dọn lại sạch sẽ anh chị nhé. Yeah. Con này biển số là 68L1 00028 nhé. Rồi. Rồi bánh mâm thắng địa phun xăng điện tử nha, em để anh chị là 25.900.000. 25.900.000 anh chị nha. Rồi quay qua con Novo luôn ha. Dạ ngoài kia có chiếc Novo 5 anh chị nha. Novo 5. Có con một con Novo 5. Đó, con này thì dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Máy móc em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Yeah. Em để anh chị là 8.900.000. Xe sạch sẽ liên lạc nhé. Yeah. Ba cái dòng Novo nhà em là em bao hú hí anh chị nhé, chạy lướt nhé. Yeah. Đó, mọi chức năng thì hoạt động tốt. Ba cái dòng Novo AB giờ thì quan trọng là nó chạy mướt không hú hí là ok anh chị nhé. Yeah. Rồi mình sẽ vô dòng trong, mình giới thiệu anh chị đây một số dòng xe đó anh chị nhé. Mời chị các bạn nhà mình còn là rất nhiều xe nên là anh chị cứ từ từ, anh chị cứ từ từ mình tham khảo nha anh chị. Dạ. Thích xe nào thì em chốt cho anh chị nhé. Đây rồi, là một chiếc AB đầu bò. Đó, con này AB gọi là AB đầu bò á. Con này biển số là 61C1 này. 167 16470. Đó, dạ. Xe thì máy móc zin, em sạch sẽ liên lạc nhé. Em để anh chị là 10.800.000. 10.800.000 anh chị ha. Đúng rồi, tiếp tục mình qua con WinX hả chị? WinX phiên bạn là coi như là đường đua HRC cái này đường đua nhá anh chị nhá. Dạ. Con này biển số là 72D1 này. 44209. Dạ. Rồi máy móc thì em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Dạ. Xe em vừa lấy về xong tới nhà xe sạch sẽ nhá, em để anh chị là 20.500.000. 20.500.000. Xe sạch sẽ đẹp đẽ, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. 72D1 44209 nha bà con nha. Rồi tiếp tục anh chị nào thích Grander này. Con này Grander là biển số là 70D1 27927 nhé. Xe nói chung là dòng Grander này thì nó được cái là cốp rất là bự nhé. Dạ đúng rồi. Tại bên xăng nằm ngoài thì cốp rất là bự, chạy lướt nhé. Dạ. Cái dòng này thì chạy ok ngon. Em để anh chị là 15.900.000. Dạ, 15 xe màu trắng đẹp đẽ sạch sẽ nha anh chị nhé. Rồi ok chị. Rồi mình tiếp tục mình qua con Vario 150. Rồi con này cũng biển số 72G1 66635. Đó, con này 150, máy móc thì êm zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Em để anh chị là 30.500.000. Dạ, 30.500.000. Máy móc zin luôn hả chị? Máy móc zin êm sạch sẽ nhé. Rồi, okay, còn tiếp chị tục mình qua con Vario. Anh chị nào thích màu cam, đây, tính em cũng thích màu nổi nổi em chị. Màu cam 150, biển số là 67G1 này. 72568. Đó. Xe thì dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Yeah. Mọi chức năng hoạt động tốt. Con này 150 thì máy zin, nhưng mà con này thì nó vô cái boe của boe kiểu nha anh chị nhé. Coi rồi như là nó không có vô cái boe cái ốp boe trong á anh chị, với lại vô trong một nhá. Cái phụ bình dầu nha. Đúng rồi, em bán cho anh chị là 31.000.000 máy móc zin nhá. Rồi 31.000.000 anh chị nha. Máy móc bao zin nha anh chị. Rồi tiếp tục qua con AB 125. Biển số là 67H1 này.
83020. Đó, rồi. Con này thì màu lên nhám, con này pha với cái tem đồng rất là đẹp nhé, nhìn nó rất là xe nó sang nha anh chị. Em để anh chị là 28 triệu, máy móc của em zin. Mọi chức năng hoạt động tốt nha, xe sạch sẽ liên lạc nhá. Rồi tiếp tục qua con Exciter 135 2014, con này thì máy móc em zin. Xe sạch sẽ liên lạc nhé, con này biển số là 94F1 này 08756. Đó, xe con này 94, xe sạch sẽ lắm, 2014 em để anh chị là 12.900. Dạ, 12 triệu 9 bà con nha. 12 triệu 900 nha. Rồi tiếp tục qua con quay ớt đó chị. Quay quay alpha đúng không? Quay alpha. Dọn dáng quay thái. Dọn lên quay thái 110. Con này biển số là 61T1 này. 1951. Em để anh chị là 11.500. Máy có chạm nha anh chị nhá. Đó, xe thì cũng sạch sẽ liên lạc, máy rất là êm nhưng mà máy có chạm đấy ha. Tiếp tục mình qua con quay alpha 2022 màu trắng. Con này biển số là 38C1-44485. Con này 2022 thì em để anh chị là 13.600. Dạ, 13.600. Xe sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe 2022 anh chị khỏi bị lo là coi như thế nào ha. Rồi tiếp tục mình qua con Future FE bánh mâm thắng địa. Và biển số là 61D1 này 63707. Đó, rồi. Xe thì máy móc zin, có sơn lại tiết cặp bánh mâm màu xanh chuối nhá. Em để anh chị là 16.500. 16.500. Rồi tiếp tục mình qua con Jupiter FE. Đó, con này là tem 3D anh chị nhá. Rồi màu đỏ đen, biển số là 83P2. 98179. Máy móc em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Chân dừng áo sạch sẽ nhá. Rồi. Em để anh chị là 11.900. 11.900.000 bà con nha. 11.900 chị nhá. Rồi tiếp tục mình qua con 135. 135, biển số là 60B5-22613. Đó, xe thì máy móc bao zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Có vô đèn mắt cú anh chị nha. Có vô đèn mắt cú nhé. Xe sạch sẽ em để anh chị là 12.800. 12.800 anh chị đúng nha. Đúng rồi, tiếp tục mình qua con Future Neo FE này. Con này em rút hồ sơ lên anh chị nhé. Con này bánh mâm thắng địa, em bao rút hồ sơ anh chị là 38 triệu em bao rút nhé. Dạ, 38 triệu. Con này FE phun xanh điện tử nha anh chị nhé. Dạ. Rồi. Bên đây một con màu xanh phiêu bản bánh con, căm đĩa. Này. Đúng rồi, bánh căm thắng địa 2009 nhé. Con này biển số là 61B2-43370. Đó, màu xanh đen, máy móc êm zin, dành chung dừng áo sạch sẽ nhé. Con này được chính chủ ghi giấy này, những con xe nào mà chính chủ ghi giấy thì em báo với anh chị là chính chủ ghi giấy nhé. Còn những cái xe nào mà em nói bao danh chấp thì em có chỉ có đưa vào về anh chị nhé. Làm giấy tờ mua bán cửa hàng anh chị thôi nhá. Rồi, ok chị. Rồi tiếp tục mình qua con Future Neo GT. Dạ, Future Neo GT. Con này bánh mâm thắng địa nhá, màu trắng xám. Con này biển số là 61B2-45586. Đó, máy móc thì zin êm, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Xe này thì chính chủ ghi giấy nha. Cái này giấy phố này. Từ vô một Bình Dương anh chị nhé. Anh chị thích giấy ký giấy mua bán hay ký giấy ủy quyền thì cũng được hết nhé. Anh chị muốn sang tên rút gốc thì cũng ok hết anh chị nhé. Rồi, ok. Rồi, chị tiếp tục mình qua đây con Vision nha. Vision khóa smart key màu đen nhám nhé. Con này biển số là 71C4 37511. Đó, mọi chức năng hoạt động tốt nhé, xe sạch sẽ liên lạc nhé. Em để anh chị là 20.900. 20.900.000. 20.900, xe sạch sẽ liên lạc nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Vision luôn chị. Vision luôn. Con này Vision còn đi còn kỹ nhá. Tính ra cái chú này chú đi rất là kỹ xe này. Biển số là 69K1 này 31609. Đó, xe cứng cáp sạch sẽ liên lạc nhá. Rồi con em để anh chị là 21.700. 21.700.000 anh chị nha. Xe sạch sẽ liên lạc nhá. Rồi tiếp tục mình qua con AB này. AB đầu bò này anh chị. Con AB đầu bò này con nó rất đẹp nhá. Giỏ trước giỏ sau còn mới keng nha anh chị nhá. Con này 2012, máy móc êm zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Dừng chân dừng áo còn rất mới luôn anh chị nhá. Con này biển số là 94G101278. Em để anh chị là 10.800. 10.800.000 anh chị nha. 10.800, xe sạch sẽ liên lạc, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Tiếp tục mình qua con con này Future chị. Neo 206 bánh mâm thắng địa nhé. Con này được dọn lên quay y sạch sẽ. Nói chung là những cái xe nào mà dọn thì thường thường nó bị chạm máy anh chị nhé. Con này là máy thì êm nhưng mà không có zin anh chị nhé. Xe thì sạch sẽ liên lạc, chân nhưng áo rất là đẹp luôn nhé. Cái này là Future Neo mà dọn lên là quay nhé. Quay thái anh chị nè. Rồi con này là siêu đẹp luôn này. Winner con này là mới chạy có hơn 4.000 cây nhá anh chị, cứ nhìn ốc tán anh chị biết nhá. Đó, xe sạch sẽ liên lạc, mới chạy có hơn 4.000 cây em mới về tới nhà xong anh chị nhá. Con này
Winner X thắng ABS, biển số là 67C1 này, 74737. Em để anh chị là 21.900.000, chạy hơn 4.000 km chị nhé. Xe còn rất là mới, rất là đẹp luôn anh chị nhé. Rồi tiếp tục mình qua con ẹt 150. Con này biển số là 83P2 83770. Đó, dừng chân dừng áo thì sạch sẽ nhé. Vô bánh mâm nhận đồng thì em zin. Vô dừng mâm màu đồng. Con này thì máy zin nhưng mà có móc bô nha anh chị nhé. Em để anh chị là 14.500. Xe thì máy móc zin nhưng mà móc bô nha anh chị nhé. Rồi, tiếp tục mình qua con Future X. Future X siêu phẩm anh chị nhé. Này FI phải không chị? Con này là FI phun xăng điện tử. Con này là xe còn keng lắm nhá, chủ chạy cũng rất là kỹ luôn này. Con này còn đời 4 số nhá. Con này Future X. FI phun xăng điện tử nhé. Con này biển số là 67V1 này, 9974. Con này thì máy móc engine mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe thì cứng cáp sạch sẽ liên lạc nhé. Xe rất là đẹp luôn chị nhé. Em để anh chị là 36.900. 36.900. Đó, máy móc thì zin êm, dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Tiếp tục mình qua con Sirius luôn chị. Sirius. Con này là biển số 84E1 này, 52209. Em để anh chị là 9.500, máy móc zin sạch sẽ nhá. Con này là RC, nói chung là những cái xe RC thì máy móc rất là cứng anh chị nhá. Bô cũng rất là ấm luôn á. Những con xe mà đời RC là cũng rất ngon nhá. Tiếp tục mình qua con Winner X phiên bản thắng thường á chị ha. Đúng rồi, phiên bản thắng thường. Rồi con này biển số là 49L1 này, 13395. Đó, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Xe này em để anh chị là 16.900. 16.900. Thắng thường, biển số là Lâm Đồng nha anh chị nhé. Đó, rồi tiếp tục là mình qua con Winner V1 này. Con này là rất đẹp, rất cọp luôn chị nè. Con này biển số là 61D1 này, 89674. Rồi con này thì máy móc engine, dừng chân dừng áo thì sạch sẽ liên lạc nhé. Con này biển số là Dị An Bình Dương nhé. Đúng rồi, 89647. Xe em còn chưa sơn dặm lại nhé. Đó, thì em để anh chị là con này 16.500. 6.500. Đó, dừng chân dừng áo còn rất mới nha, máy móc thì bao di nha anh chị nhé. Xe sạch sẽ nhé. Rồi tiếp tục mình qua con Exciter 2010. Con này màu xanh, biển số là 37H1 rồi 53893. Máy móc êm zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe sạch sẽ này, hình như cái dàn trên mình chưa quay. Đúng rồi, hàng trên chưa quay, mình quay xong thì mình lên nha. Con này là em để anh chị là 43 triệu, xe sạch sẽ nhé. Máy zin 37H1 53893. Rồi tiếp tục mình qua con E150 đèn LED 3 khoang, biển số là 67L2 16627 nhé. Đó, xe này tem 3D, em để anh chị là 21.500. 21 năm sạch sẽ liên lạc nha anh chị nhé. Rồi tiếp tục qua con 150 đèn LED 3 khoang tem Movitas nhé. Xe dừng chân dừng áo thì sạch sẽ liên lạc này, mọi chức năng hoạt động tốt nha anh chị nhé. Con này biển số là 95E1 này, 60771 nhé. Rồi xe này thì rất đẹp, cứng cáp, em để cho anh chị là 21.500 luôn nhé. 21.500. Rồi tiếp tục mình qua con Wayanfa lốc đen. Con này là biển số là 51P7. Rồi 3442. Đó, xe dừng chân dừng áo cũng còn sạch sẽ liên lạc nhé. Phía sau thì còn còn bị bạc theo năm tháng tí xíu nha anh chị nhé. Em để anh chị là 14.500. 14.500. Rồi tiếp tục mình qua con Future X. Con này là xăng cơ, biển số là 61H1 này, 29840. Xe thì sạch sẽ liên lạc, máy rất êm nhá. Con này máy có chạm rồi, em để anh chị là 18.500. 18 năm. Rồi đây anh chị mình lên trên tới chiếc Wayanfa 110 biển Long An 62H1 25667 luôn hả chị. Rồi con này thì máy móc bao êm zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ nhá. Con em để anh chị là 11.500. 11.500. Rồi 11.500, tiếp tục qua con Future Mập. Biển 47F1, con này biển số 47/2018. Máy móc êm zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ nhá. Em để anh chị là 16.900. 16.900. Đó, xe sạch sẽ liên lạc nhá. Tiếp tục con Clit. Clit con này máy móc êm zin, chạy rất là lướt anh chị nhé. Con này em để biển số là 70L4 này, 7256. Em để anh chị là 8.900, xe chạy rất là lướt anh chị nhé. Anh chị mua đi làm cày bừa lựa chọn mấy con này cũng ok ha. Đúng rồi, nhỏ nhẹ gọn, em đi chợ đi làm cho đừng quay đầu xe rồi dễ nhé. Đây một con chiếc SH1. Tiếp tục là SH1 2019, biển số là 62N1 này, 6388.
63815 nhé. Yeah. Xe này quá xe mất cây, em để anh chị là 36 triệu. Rồi, 36 triệu đồng bà con nha. Rồi, đây tiếp tục qua con Vision. Dạ. Vision, yeah. Vision con này màu đỏ đô nhé. Khóa thường, con này biển số là 66B1 này. 36848. Con yeah. em để anh chị là 16.900. 16.900.000 anh chị nha. 16.900 anh chị nhé, xe yeah. sạch sẽ liên lạc nhé. Rồi. Rồi tiếp tục mình qua con SH yeah. 150 SH ý nhá. Cái này là em báo anh chị là đúng SH ý chứ không phải xe lên nhá, không phải là Achi mà còng lên đâu anh chị nhá. Yeah. Nhiều nhiều xe thì nó sẽ là xe lên, nhưng xe này là gọi là xe theo theo đời xe là SH ý 2007 anh chị nhá. Rồi. Con này thì 150 đó, màu 7347. Màu cái này gọi là màu mận nhá. Yeah. Rồi tiếp tục là 67B2, rồi 57347, rồi 150 em để anh chị là 42.900. 42.900.000 bà con ha. Rồi tiếp tục anh nào mà thích xe ẹt nhỏ 207 yeah. nhá, xe yeah. côn tự động nha chị nhá. Con này thì bánh bánh mâm thân địa, như biển số là 64E1 này, 38566. Đó, xe thì dừng chân dừng áo rất đẹp, dọn dẹp sạch sẽ anh chị nhé. Dạ. Em để anh chị là 26.900. 26.9. Đó, xe này thì anh chị nào mà thích những cái dòng xe ẹt nhỏ, côn tự động, con này là đúng 207 anh chị nhé. Dạ. Rồi, con này thì dọn dẹp sạch sẽ, anh chị có việc là về chạy thôi nhé. Rồi, ok rồi, chị. Mọi chức năng hoạt động tốt nha anh chị nhé. Rồi, đây tiếp tục. Có chiếc F-150 nãy mình quay chưa? Con này mình quay rồi, giờ mình vô phần trong dạ. nha. Tới chiếc AB đầu bò đi chị. Rồi, con này AB đầu bò nhé. Con này là đang dán tem anh chị nhé, à yeah. keo trong nhé. 2012 biển số là 84H1 này, 02683. Yeah. Xe thì máy móc bao êm, zin dừng chân dừng áo rất sạch sẽ, liên lạc luôn, xe còn mới ken. Yeah. Em để anh chị này là 10.800. 10.800. Cô chú còn đi còn kỵ còn bỏ thêm cái cản này cho nó chống cái đèn ha, bảo vệ yeah. cho cái đèn ha. Rồi. Tiếp tục mình qua con AB 2012 biển số 67 nhé. Dạ. Con này là 67L1 này, 06210. Con này là giỏ trước giỏ sau còn mới ken nhé, dừng ốc dừng chân còn mới ken luôn anh chị nhé. Dạ. Em để anh chị là 11.300. 11.300. Xe rất là đẹp đó anh chị ạ. Rồi. Nói chung là dòng AB thì quan trọng là cái độ liền lạc của xe, nó máy êm zin thế nào chứ. Chìa khóa lớn thì chìa khóa tìm xe anh chị nhé. Dạ. Rồi tiếp tục qua con Way Alpha biển số là 37N1 này, 25985. Yeah. Đó, xe này thì máy móc engine, mọi chức năng hoạt động tốt nha, xe sạch sẽ, em để anh chị là 11.500. Dạ, 11.500.000 bà con nha. Xe biển số 37 nha anh chị nhé. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Elizabeth này. Yeah. Đó, con này thì Elizabeth biển số là 61B1 rồi 86443. Dạ. Yeah. Dừng chân dừng áo sạch sẽ nhá, máy rất là êm, zin sạch sẽ nhá, không yeah. bể vỡ anh chị nhé. Rồi con này em để anh chị là 4.2. 4.2. Xe biển số thuộc dòng một Bình Dương nhé. Yeah. Rồi anh chị nào mà thích Elegant. Xe 50 thì lấy cái con Elegant nhé. Yeah. Con này Elegant thì nói chung mình xe 50 thì hầu như nhiều xe là xe gọi là xe Trung Quốc á. Nhưng yeah. mà con này xe Elegant thì nó được cái của FOM. Yeah. Đi cũng rất là cứng cáp anh chị ạ. Thì con này biển số là 36AB rồi 16110. Yeah. Đó em để anh chị là 8.500. 8.500. Đó mọi chức năng hoạt động tốt nhá, xe yeah. rất là êm luôn nhá. Rồi. Đó anh chị cứ thích đi sau này mà muốn ví dụ không sử dụng nó muốn trao đổi hay muốn quay đầu thì em bao anh chị luôn nhá. Yeah. Cứ không đi nữa thì bán lại cho em. Còn nếu mà muốn trao đổi những cái xe mà lớn hơn thì em muốn trao đổi, còn anh chị mà ví dụ đang kẹt tiền có những cái xe lớn muốn đổi xuống cái xe nhỏ để lấy một số tiền này mình xoay sở thì em vẫn có trao đổi anh chị nhá. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Quay 26860. Đúng rồi, con này là Quay 100 biển số là Sài Gòn nhá. Dạ. Con này em để anh chị là 8.500. 8.500. Rồi, xe thì sạch sẽ liên lạc, máy rất là êm nhá. Dạ. Rồi em sẽ qua bên cửa hàng phía bên cạnh rồi có giới thiệu anh chị một số dòng okay. xe. Rồi mời anh chị nào anh chị mà có cần xe thì cứ liên hệ em nhá. Dạ. Rồi bên em thì có mua bán này, trao đổi nè. Dạ. Có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng anh chị nhá. Anh chị cần thì cứ liên hệ với em. Đó, à. Em là Tín Hải nha anh chị nhé. Trong quá trình quay mà anh chị mà cần thắc mắc kỹ rõ chỗ nào thì nhớ liên hệ với cửa hàng để chị chủ chụp hình quay phim tư vấn kỹ rõ cho bà con nha. Rồi tiếp tục mình đây. Qua bên bên này giới thiệu anh chị nhé. Dạ. Nói chung là em anh chị nào muốn là ẹt 135 mà xuống áo cũng có, mà ẹt 4 áo cũng có nha. Dạ. Rồi tiếp tục cái con này là RSX bánh mâm thân địa nhé. Máy móc êm zin, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Mọi chức năng hoạt động tốt này. Con này biển số là 61E1 này, 502
08. Rồi dạ. Con này em để anh chị là 10.900. 10.900. Máy móc em zin cho nhìn nó sạch sẽ nhá. Phiên bản là bánh băm thắng đĩa luôn. Bánh băm thắng đĩa luôn anh chị nhá. Dạ. Rồi mình tiếp tục con Future X. Con này máy móc zin. Dùng chân dùng áo cũng sạch sẽ liên lạc nhé. Dạ. Chỗ trước chỗ sau còn rất là mới. Con này tem vừa còn zin theo xe nhé. Dạ. Con này em để anh chị là 21.900. 21.900. Xe sạch sẽ liên lạc nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Future đời đầu. Con này biển số là 61H2 dạ. 5141. Rồi. Rồi xe này thì đi rất là êm. Máy con này thì rất là êm luôn anh chị nhé. Rồi em để anh chị con này là 11.900. 11.900 ngàn nha bà con nha. Xe sạch sẽ liên lạc nhé. Con này nồi có mỡ rồi nhưng mà lốc giữa còn nha anh chị nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con quay pha cộng. Quay anh pha cộng này. Con này biển số là 60S5 dạ. 8416. Đó, xe cũng rất âm êm nhé. Em để anh chị là 11.500. 11 năm bà con nha. 11 năm. Rồi tiếp tục mình qua con nào. 135. Center 135. Dạ. Đó, con này biển số là 67D137102. Dạ. Đó, máy móc engine. Đó, mọi chức năng hoạt động tốt nha, xe sạch sẽ liên lạc nhé. Rồi. Con em để anh chị là 12.900. 12.900 ngàn nha bà con. Rồi, nha. Xe sạch sẽ liên lạc anh chị nhé. Dạ. Tiếp tục Lubias FE nè. Lubias FE thì nói chung mà anh chị nào thích được cái xe rất là giọt thì lấy con này. Nam nữ với chạy cũng được nhé. Xe thì em nói là nó nhỏ quá cũng không nhỏ quá mà to quá cũng không to quá, nam nữ chạy được nhé. Cái dòng Yamaha chạy rất là lướt nhé. Em để anh chị là 10.500. 10.500. Đó, xe bao lướt anh chị luôn nhé. 65L1 11542 nha bà con nha. Đúng rồi, Cần Thơ nhé, gạo trắng nước trong anh chị nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con quay Hồ Cẩm Đào nhé. Dừng chân dừng áo sạch sẽ, biển số là 52N M8 rồi 4110. Dạ. Rồi xe này thì em để anh chị là 4.700, dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc nhé. Dạ. Mọi chức năng hoạt động tốt nha anh chị nhé. Ok chị. Rồi tiếp tục mình qua phía trong anh chị ạ. Này chiếc Wayne Farm 100 của Honda ha. Đúng rồi, Wayne Farm 100 của Honda, biển số là 94D1 32064. Rồi xong á là con này á là em để anh chị là 10.800. Dạ, đó, anh chị 800. Nào thích đi dừng quên pha gọn nhẹ thì lấy con này nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Future Neo 209. Con này bình xăng nhé anh chị nhé. Bình xăng hả chị? Biển số là 67D1 này 65175. Rồi con này 209 nhưng mà nó lại bình xăng. Rồi em để anh chị là 22.900. 22.9 nha bà con nha. 22.900 nha anh chị nhé. 65175. Rồi tiếp tục một em nữa là Rider hay Satia đây chị? Satia. Satia biển số là 65H1 này 35602. Rồi. Đó, từ 21.900, hôm nay em xả nha anh chị là 19.900. 19.900. Đó, xe thì máy móc zin nha anh chị nhé. Yeah. Xe là máy móc zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Rồi. Đó, em xả sập sàn nha anh chị luôn. Tiếp tục mình qua con Vario 150. Yeah. Biển số là 67L2 16042. Dạ. Đó, xe thì máy móc engine, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Dạ. Em để anh chị là 30.500, 150 Vario nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Vision màu đỏ đô. Dạ. Con này là khóa smart key, biển số là 69N1 này 65420. Dạ. Đó, xe thì sạch sẽ liên lạc, em để anh chị là 20.900. Dạ, 20.900.000 bà con nha. Rồi tiếp tục mình qua con Vision. Vision. Dạ. Màu trắng khóa thường, con này 59i2 68602. Máy móc thì em zin nhé. Dạ. Xe thì sạch sẽ liên lạc, các em để anh chị là 15.900. 15.900.000. Rồi. Rồi. Tiếp tục con AB FI phun xăng điện tử. Dạ. Rồi biển số là 61F1 này 20786. Rồi. Em để anh chị là 12.900. 12.900. Rồi xe là phun xăng điện tử nhé. Dạ. Tiếp tục mình qua con Future Neo luôn. Future Neo, con này 209, biển số là 61K1 rồi 184 63. Rồi con này 209 em để anh chị là 22.900 nha anh chị nhé. Máy móc zin không chị? Con này máy chạm rồi, nhưng mà 209 nhá. Rồi. Ok. Con này cũng máy chạm rồi. Con này là 207 mà máy chạm đó, bánh bơm thắng đĩa nhá. Con này thì bánh bơm thắng đĩa. Rồi con này biển số là 61L1 2077. Con này máy thì êm nhưng mà không zin nha anh chị nhé. Máy có chạm rồi. Rồi xe dừng chân dừng áo sạch sẽ, máy êm rất là êm nhé. Em để anh chị là 21.500. 21.500.
Rồi tiếp tục, anh chị nào thích cái xe ẹt 135 mà xuống áo thì lấy con này nhá. Bên đây anh chị. Rồi con này là biển số là 67 F1 này, 00825. Rồi. Em để anh chị là 20.900. 20.900.000 nha. Xe thì sạch sẽ liền lạc nhé, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Rồi. Anh chị nào mà thích lấy con này nhá. Dạ. Rồi tiếp tục mình vô phía trong anh chị nhá. Có Exciter 135 nữa này chị. Exciter 135, biển số là 59G1 nè. 38691. Con này em để anh chị là 11.900. 11.900. Đó, xe rồi thì cũng sạch sẽ nha anh chị nhá. Bên trong mình có chiếc Jupiter luôn nè. Jupiter. Đó, gọi là Jupiter châu bò anh chị. Nói chung là cái xe này mà đi cày thì rất là mạnh mẽ nhá. Con này biển số là 54Z5 5036. Em để anh chị là 7.500. 7.500. Rồi tiếp tục mình qua con này luôn đi. Dạ, quay S nha anh chị ha. Quay S 110/2015, máy móc engine. Dừng chân dừng áo sạch sẽ liên lạc 2015 anh chị nhé. Con này biển số là 61B1 này, 58630. Con này em để anh chị là 9.200. 9.200.000. Rồi tiếp tục mình qua con Winner X. Con này Winner X biển số là 67F1 này, 55036. Xe thì dừng chân dừng áo còn rất là đẹp luôn anh chị nhé. Con này em để anh chị là 20.500. Dạ, 20.500. Xe là dừng chân dừng áo ốc 8 còn rất mới anh chị ạ. Rồi tiếp tục mình qua con AB đồ bò. AB đồ bò. Con này biển số là 93H1 01559. Rồi xe thì cũng sạch sẽ liên lạc nhá. Em để anh chị là 10.500. 10.500. Rồi tiếp tục mình qua con AB. AB con này là AB 2015. Con lên khóa xong mắt cây anh chị nhá. Con em để anh chị là 16.900. Xe 2015 mà lên khóa cho mắt cây nhé. Máy móc thì engine chạy rất là lướt. Con này em đã chạy đấy ha. Chạy rất là lướt xe anh chị nhé. 72E1 30168 là biển số nha bà con nha. Tàu. Rồi tiếp tục mình qua con cúng AB mà biển số là 84F1 này, 11353. Con này em để anh chị là 15.500. Máy móc engine, biển số là 84 Trà Vinh nhé. Xe sạch sẽ màu đỏ đen. Rồi tiếp tục anh chị nào thích con Elizabeth FE. Con này 59K1 này, 29404. Xe thì dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé, không bể vỡ nhé. Mọi chức năng hoạt động tốt, chạy rất là êm. Em để anh chị là 6.500. 6.500 thôi. 6.500 chị nhé. Rồi tiếp tục ẹt 135 2014, biển số là 69E1 62809. Đó, xe sạch sẽ liên lạc nhé, mọi chức năng hoạt động tốt này. Đó, xe này em để anh chị là 12.900. Dạ, 12.900. Máy móc zin luôn hả chị? Máy móc zin nhá. Rồi, ok. Rồi tiếp tục mình qua con Future mập này. Con này Future mập, biển số là 68T1 này, 67545. Đó, bánh mâm thắng đĩa nhá, FI. Em để anh chị là 16.500. 16 năm bà con nha. 16 năm nha anh chị máy nhá. Máy con này zin không chị? Máy zin nhá, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Dạ, xe này biển số 68. Rồi tiếp tục mình qua con Quay Alpha. Quay 110 anh chị nha. Quay 110 biển số là 61B1 này. Rồi 95791. Rồi. Đó, xe thì mọi chức năng hoạt động tốt nha, xe êm zin sạch sẽ liên lạc nhá. Em để anh chị là 11 triệu. Dạ, 11 triệu đồng anh chị nha. 11 triệu đồng nhá. Rồi tiếp tục qua con Quay Alpha. Quay 100 luôn. Quay 100 biển số là 61C1 này, 14851. Đó, xe thì dừng chân dừng áo còn sạch sẽ nha, em để anh chị là 9.500. 9.500. Rồi tiếp tục mình qua con Quay 100. Con này thì cũng rất là đẹp nha anh chị nhé. Con này thì Quay 100 đời 2014 mà sạch sẽ liên lạc này. Con này thì biển số là 61E1 43895. Đó, con này thì cái màu cũng rất là sáng nhá. Em để anh chị là 12.500. Rồi, 12.500 bà con nha. Bên đây một kiếm chiếc xe gì chú ơi? Chú kiếm xe gì ạ? Đây chiếc Quay Alpha luôn. Đây một chiếc Quay Alpha nhỏ này chị, đời 2004 ha. Rồi Quay Alpha nhỏ nhá, biển số là 36K7. Rồi 4970. Rồi. Đó, xe thì sạch sẽ liên lạc nhá, máy engine. Em để anh chị là 14.500. Rồi tiếp tục mình qua con Vision. Biển số là 59L2 19702. Xe thì máy móc engine, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Xe sạch sẽ liên lạc, em để anh chị là 15.900. Dạ, 15.900 bà con. Rồi nha, mình vô phía trong anh chị nhá. Con này là Vario mẫu cũ 2018 125. Đó, rồi con này là xe cũng được dọn lại đấy anh chị nhá. Màu đỏ nhìn rất là đẹp nha. Màu đỏ đô, xe thì được sơn lại màu đỏ đô nha anh chị nhá. Rồi con này là biển số là 61H1 619114 nhá. Con này dầu tiếng Bình Dương đó, xe thì 125. Rồi em để anh chị là
27.900. Dạ, 27.900 rồi con nha. Rồi 27.900. Tính mẫu cũ mà giá này là cũng hợp lý lắm luôn á. Xe là sạch sẽ liên lạc 125 anh chị nhá. Dạ. Bỏ sơn lại màu đỏ candy nè. Rồi. Tiếp tục Mio. Con Mio. Này Mio bánh mâm thắng địa. Ừ. Con này biển số là 47L1 này, 06989. Rồi em có Mio thì em có màu đen, màu đỏ anh chị nhá. Dạ. Cùng em bán đồng giá anh chị là 5 triệu nhá. 5 triệu đồng. Rồi 5 triệu, mọi chức năng hoạt động tốt nhá, đề còi nhan đầy đủ hết anh chị. Rồi tiếp tục mình qua con Way Alpha. Dạ, lốc trắng nha anh chị ha. Lốc trắng máy móc bao zin, em sạch sẽ liên lạc nhé. Dạ. Mọi chức năng hoạt động tốt này, biển số là 61 T8 rồi 0960. Dạ. Em để anh chị là 16.500, máy móc zin nhé. Đầu nồi là còn nguyên hết. Đầu nồi còn nguyên anh chị nhé. Dạ. Rồi tiếp tục mình qua con Way Alpha cộng luôn. Way Alpha cộng 205. Dạ. Con này cũng màu màu mận, màu nho gì đây này nhá. Dạ. Rồi con này biển số là 59 V2 02261. Con này thì máy zin, đầu có mở anh chị nhé. Yeah. Em để anh chị là 14.800. 14.800. Lốc đít là còn nhìn rất là đẹp anh chị nha. Xe sạch sẽ liên lạc cho anh chị nhé. Yeah. Rồi nói chung là mấy cái dòng này đi thì là mình sẽ tiết kiệm xăng nha anh chị nhé. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Black, biển số là 65H1 rồi 18021. Yeah. Rồi con này máy móc em zin, mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe thì sạch sẽ liên lạc nhé. Yeah. Em để anh chị là 9 triệu. 9 triệu. Rồi 9 triệu. Rồi ok nha mọi người. Rồi xe Hồ Cẩm Đào thì em báo với anh chị là từ 3 triệu cho đến khoảng 4 triệu 8 nhá. Dạ. Những con xe mà 3 triệu thì con này dừng chân dừng áo thì nó sẽ bạc màu theo năm tháng đó. Rồi. Còn máy móc thì cũng vừa chứ không được mạnh mẽ lắm nhá. Còn những con xe nào được dọn dẹp sạch sẽ tầm 4 triệu mấy anh chị nhá. Dạ. Anh chị thích xe nào ấy cứ báo với em. Đó, nói chung là mình có tài chính tầm giá bao nhiêu thì anh chị cứ báo cho em chụp hình quay phim cho anh chị. Dạ. Nếu anh chị ưng á thì anh chị lấy ủng hộ em nhé. Dạ. Còn không thích thì anh chị cứ tham khảo nhé. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình qua con Vision nè chị. Vision màu cũ, con này 2014. Rồi biển số 61 luôn anh chị nhé. Em Dương đọc biển nha. Số cho anh chị nhé. Dạ. 61 này. Rồi con này biển số là 61B1 này, 35266. Dạ. Rồi con này mẫu cũ nhá, còn đề phóng này, em để anh chị là 11.500. 11.500 ngàn nha. Rồi tiếp tục Vespa. Vespa. Máy móc êm. Đó, con này dừng chân dừng áo sạch sẽ, biển số là 61B1. Dạ. Rồi 78051. Đó, mọi chức năng hoạt động tốt nha, 7.500. Dạ. Rồi tiếp tục em 150. Đây. Con này thì 2017, biển số là 35 B2 26256. Mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe dừng áo dừng chân sạch sẽ liên lạc nhé. Yeah. Em để anh chị là 16.500. 16.500 ngàn luôn bà con nha. Còn đúng rồi, xe tiếp 135 này chị. Đúng rồi, ẹt 135. Biển số là 48E1 này, 11739. Rồi xe này em để anh chị là 12.800. Yeah. Xe máy móc em zin dừng chân dừng áo sạch sẽ nhé. Rồi 12.800 nha. Rồi tiếp tục con này là Attila Elizabeth này. Dạ. Yeah. Con này em để anh chị là 3.2 đó, máy móc êm nha anh chị nhé. Này bà rất con là êm, chạy, chạy nước xe sạch sẽ nhé. Yeah. Rồi tiếp tục mình qua con Elizabeth luôn này. Con này biển số là 59U1-02621. Mọi chức năng hoạt động tốt nhé. Xe em để anh chị là 4.2. Xe này còn trùng keo anh chị nhé. Xe này còn dán keo trong này. Lột ra còn rất mới anh chị nhé. Rồi ok chị. Rồi tiếp tục mình qua con Sirius 2012. Biển số là 61C2-344. 84 bánh mâm thắng địa em mới lấy về xong nhé. Yeah. Em để anh chị là 6.900, 2012. 9. Đó, tiếp tục mình qua con Trung Quốc này. Yeah, con Trung này Quốc. Em để anh chị là 3 triệu đồng. Mọi chức năng thì cũng hoạt động tốt. Là nói chung là xe thì những cái xe 3 triệu thì chưa được dọn dẹp anh chị nhé. Yeah. Nói chung là dừng chân dừng áo còn theo năm tháng, còn bạc còn trầy tùm lum la này kia. Rồi anh chị về đầu tư thêm. Còn những cái xe nào mà em đã dọn sạch sẽ thì anh chị là nói chung là nó mức giá nó cao hơn tí xíu. Yeah. Thì nói chung là thay vì mình phải đi dọn dẹp á thì người ta dọn dẹp cho mình thì mình chỉ có về là mình chạy thôi ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó, coi như chị em mình nãy giờ cũng cập nhật qua những cái mẫu xe tại bên kia xe máy hãy lên cho bà con rồi đó. Anh chị cô chú nào quan tâm thêm nhớ liên hệ với chị chủ theo số mà em có để trên màn hình đó để chị sẽ tư vấn bà con rõ hơn. Bây giờ chị nhắc lại giùm em về địa chỉ với cách thức mua bán bên mình cho mọi người nắm rõ ha. Rồi, rồi em xin nhắc lại nhé. Em là Hải, bên cửa hàng xe máy Hải Linh. Địa chỉ nhà em là 7-1 Thủ Khoa Huynh, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhé. Nhà em là cách ngã tư Bình Chuẩn là 1 km, cách đường cao tốc Tân Vạn là tầm 500 m.
Ở cách ngã tư Hòa Lân á là tầm 1,5 km nhá. Dạ. Em đối diện cổng chợ Hai Mỹ nhá. Có mua bán này, trao đổi tất cả các loại xe máy cũ nhá. Có hỗ trợ trả góp của ngân hàng. Có ship xe toàn quốc. Anh chị nào mà cần tư vấn về mua hay bán, hay trao đổi xe hay ship xe thì cứ liên hệ với em. Dạ. Số điện thoại của em là 0966 385 008 nhá. Ừ. Rồi khi trong quá trình quay, anh chị nào mà thích một con xe nào đó thì anh chị cứ chụp màn hình con xe đó, rồi kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi có gì em sẽ quay chi tiết hay là chụp hình chi tiết anh chị nhé. Rồi cũng em cũng cảm ơn anh chị và cô chú rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng xe máy Hải Linh. Rồi ủng hộ kênh Ngố Nguyễn. Rồi em xin cho kênh Ngố Nguyễn một nút like và một nút tim nha anh chị nhé. Anh chị mà chia sẻ kênh rộng rãi để nhiều người thân đến biết đến cửa hàng xe máy Hải Linh nhé. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nhé. Cảm ơn tất cả bà con anh chị đã theo dõi video nha. Hai chị em xin chào mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người.